Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ like, share và đừng quên bấm nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Video hôm qua mình đã hướng dẫn cho tất cả nhận 10.000 tóc rằng của kiểu IMR. Hôm qua với thành công tất cả các bạn, mình đã KYC thành công và mình đã mời được 4 bạn. Có một bạn KYC mình nhận được 1.000 tóc rằng IMR là 11.000. Giá trị hiện tại của IMR này là một tóc rằng là 0.1 cho 1 đô la cho một tóc rằng IMR nha tất cả các bạn. Đây mình cập nhật lại cái KYC với các bạn list cho ba chú gạch nè. Các bạn nhấp vào bờ lô file nè. KYC thì rất là dễ nha các bạn, các bạn lướt qua nè. Các bạn nhấp vào cái mục KYC nha các bạn. Rồi các bạn KYC các bạn tải lên một bức ảnh cái hình mình nha các bạn. Và mà tải lên một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước và một giấy chứng minh nhân dân mặt sau, các bạn bấm nút update nha các bạn. Vậy là sẽ KYC cho các bạn trong vòng 1 đến 3 ngày nha các bạn. Và các bạn nên làm liền mới được nha các bạn. Đây thì với phương châm tạo ra toàn cầu cổ phiếu nè. Bên cạnh đó KYC, bên cạnh đó chúng tôi chỉ tặng là một tối đa là 1 tỷ cổ phiếu Sahara là ký hiệu IRM gì đó các bạn. Có thể lên tới 10.000 đây, 100.000 USD miễn phí cho cộng đồng toàn cầu. Khi KYC sẽ cung cấp cổ phiếu miễn phí và đăng ký tài khoản về mọi vấn đề cổ phiếu Sahara được cung cấp thành BTC, ETH, USDT hoặc rút về tiền sẽ rút được về công bố trong tương lai gần đây là sau khi đủ là 1 tỷ phát hết 1 tỷ cổ phiếu Sahara này thì các bạn sẽ mấy các bạn có thể bán được cái đồng này ra các bạn. Đây thì cái link sàn này các bạn, để mình qua link sàn cho các bạn. Các bạn đây là cái sàn các bạn có thể bán cái đồng IMR nha các bạn. Các bạn có thể trade in, các bạn có thể đánh forex hoặc là các bạn có thể transfer qua về ETH BTC nha các bạn. Mình có để link sàn và một cái bài viết cho tất cả các bạn đầy đủ với đó. Các bạn vào tham khảo nha, video chừng nào sau khi đạt hết rút tiền thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại một comment dưới, mình trả lời cho tất cả các bạn nha các bạn. Đồng BNB fan.